Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Xem ra Hoàng Phủ Đức cũng không đoán được ta nhanh như vậy đã tìm đến rồi. Vậy mà lại không tiêu hủy những trang bị và tài liệu này, để ta lợi dụng một phen đi. Đúng rồi chủ nhân, đã nhận được quyền hạn quản lý viên. Đúng lúc tải tin tức liên quan đến kết tinh giới năng lượng. Hey, còn có một phát hiện bất ngờ. Chỗ này còn có một loại đường hầm bí mật ở dưới đất. Chúng ta cần thăm dò một chút hay không chủ nhân? Đương nhiên. Đến cũng đến rồi, nhất định là phải thăm dò một phen. Nỡ như bỏ qua bảo bối gì thì thiệt thòi lớn rồi. Đường hầm bí mật này cảm giác tương đối cũ. Chúng ta trúng thưởng lớn rồi chủ nhân. Chỗ này không những có bảo bối, hơn nữa còn có không chỉ có một con. Chỗ này chẳng lẽ chính là nơi sản xuất ra tuyết hạc? Vậy mà còn có nhiều người mô phỏng như vậy, chưa đưa qua sử dụng. Hoàng chính rốt cuộc là lấy những tài liệu đen này từ đâu? Vừa rồi tôi đã quét qua rồi. Giữa phòng thí nghiệm này không hề có nghi vấn là từ thời cổ đại lưu lại. Chỉ là trải qua sự cải tạo của thời kỳ sau trở thành công trình có tính chất bán di sản. Xem ra Hoàng Chính đã nắm vững và kế thừa những công nghệ của thời đại địa cầu ở một mức độ nhất định. Nếu không cũng sẽ không đi trên con đường chế tạo đội quân người nhân tạo này. Bởi vì những kỹ thuật này đặt trên thời đại địa cầu on căn bản không có tác dụng gì. Dù sao vật chết không có linh hồn là không thể nào phát triển và thăng cấp. Lời này không đúng đâu. Bọn nó mặc dù nhìn có vẻ đều là đống sắt vụn, nhưng nắm trong tay chủ nhân ngài đều có thể biến thành hế vật thành bảo vật đó. Ngài hiểu mà. Nhiều cơ thể tinh xảo như hoa như ngọc thế này, chủ ngân ngài không suy nghĩ chế tạo một quân đoàn hậu cung thuộc về mình hay sao? Đề nghị này không tồi, nhưng mà hậu cung thì miễn đi. Quân đoàn thì ta còn có hứng thú, ít nhất đối với việc nâng cao dự trữ chiến lực cũng rất là hữu ích. Ồ vâng, ngươi nhanh quét một chút, xem muốn kích hoạt bọn họ thì phải cần tài liệu gì. Vâng. Xem ra chế tạo thân thể căn bản là hoàn thành, nhưng còn thiếu nguồn năng lượng động lực hạch tâm. Nhưng mà chỉ cần ma tinh cao cấp thì có thể thúc đẩy rồi. Vậy thì dễ làm rồi. Phó bản chủng tộc lần trước khi khai thác được lượng lớn ma tinh cao cấp, trực tiếp đem ra dùng đi. Thử 30 cái trước đi. Nếu đã là quân đoàn thì số lượng cũng không thể nào quá ít. Vâng, tôi lập tức thay chủ nhân chọn mỹ cơ thể. Nhưng mà vẫn phải cải tạo số hiệu tầng thấp trước để bọn họ nghe theo sự chỉ huy của ngài. Tôi đề nghị thử kích hoạt 6 khối cơ thể tiến hành kiểm tra trước. Xong. Chuyện gì thế? Chẳng lẽ hệ thống lỗi? Chủ nhân, hả? Duy Tư, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái này sao? Vừa rồi lúc tôi cải tạo mệnh lệnh tầng thấp điều chỉnh sơ thuộc tính cách của bọn họ, như vậy sẽ không băng nhạt nhạt nhẽo nữa rồi. Đệt, ta biết ngay là do tiểu tử ngươi đang dở trò, còn không nhanh đổi lại cho ta. Ơi, như vậy còn được. Duy Tư, điều tra vị trí cứ điểm vận chuyển năng lượng của kết giới ở khu 1. Vâng. Xin mời sai bảo chủ nhân. Tổng cộng có 3 điểm vận chuyển năng lượng. Vậy thì phân ra hành động đi. 6 người các người phân thành 2 tổ để phá hoại điểm A, B, điểm C sẽ do ta đi. Nhận được, đã chuyển đổi trạng thái chiến đấu. Đi thôi, tiến về chiến trường. Vâng. Khu an toàn số 3, trạm vận chuyển năng lượng. Bảo vệ quần đan tán dốc. Xem ra Hoàng Phủ Đức còn chưa thông báo cho bọn họ. Ấy, đồng phục của những người này mình nhớ là của tập đoàn Thiên Sang. Bản thân Thiên Sang phụ trách xây dựng công trình cơ bản,
do bọn họ đến cung cấp nguồn năng lượng cũng là hợp tình hợp lý. Dừng lại, ngươi là ai? Giơ tay lên sau đó cút đi, nếu không tôi sẽ lổ súng. Chỉ là trải qua lần phản bội đó của bá dị xích vĩ, Hoàng Chính vậy mà còn có thể tiếp nhận chuyện thiên sàng, trái lại khiến người khác có phần bất ngờ. Đừng nổ súng, tôi chỉ là một người dân bình thường mà thôi. Nếu cậu tính là người dân bình thường, vậy định nghĩa của từ bình thường ở trong từ điển nên được cập nhật lại đó. Vương Kiến Quốc Never 50, Thẩm Bình Never 36, các ngươi lui xuống hết đi, nhân vật trước mặt này không phải là người các ngươi có thể đụng đến. Rõ, rõ. Sao vậy? Tôi bây giờ rất nổi tiếng sao? Phàm là người có thông thạo, tin tức một chút, e là không ai không biết đến đại danh của Diệp Hạo cậu. Cha mẹ cậu, bọn họ gần đây thế nào? Nhờ phúc, bọn họ bây giờ rất an toàn. Vậy thì tốt, nhưng mà... Thân là người của Hàn Mặc, nếu cậu đã xuất hiện ở chỗ này, vậy mục đích đã rõ ràng rồi. Đều là người thông minh, vậy tôi cũng đi thẳng vào vấn đề. Mục đích của tôi chính là phá hủy thiết bị vận chuyển năng lượng, hy vọng các người sẽ không ngăn cản. Tôi cũng không muốn tạo thành thương vong không đáng có. Tiểu tử thối, khẩu khí lớn thật, xem bọn tao bắn mày thành tổ ong. Ngu xuẩn, muốn sống thì dừng tay cho lão tử. Đội trưởng Vương, ông có ân với tôi, tôi cũng không muốn làm khó các ông, hy vọng các ông đừng chống cự vô nghĩa. Nhưng nếu các ông cứ muốn chống cự, vậy chỉ còn kết cục nhất định là phải chết. Kết giới của khu an toàn số 1 là do một số cứ điểm năng lượng bí mật liên kết lại để cung cấp. Hơn nữa nhất định là phải đóng đồng thời mới có hiệu quả. Nếu cưỡng ép phá hủy, năng lượng động lại sẽ tạo thành vụ nổ quy mô lớn làm tổn thương dân thường. Cậu không phải người như vậy đúng không Diệp Hạo? Cứ điểm năng lượng của khu số 4 gặp công kích của kẻ địch, chúng tôi chống đỡ không nổi rồi. Khu số 5 cũng gặp phải tập kích yêu cầu chi viện. Kẻ địch là 3 người phụ nữ cấp 100, chúng tôi căn bản không phải là đối thủ. Cái gì? Cũng là kế hoạch của cậu sao Diệp Hạo? Ông là người thông minh, bây giờ ông có hai lựa chọn, hoặc là theo thiên sang làm chó của Hoàng Chính, tiếp tục cuộc sống không có tiền đồ này, hoặc là về phe của tôi, giúp đỡ tôi tiêu diệt Hoàng Chính. Tiểu tử, mày đang kể chuyện cười à? Bảo đội trưởng của bọn tao phản bội tập đoàn để theo mày. Đội trưởng, để chúng tôi giết chết thằng nhóc nói khoác này. Cậu nói đúng, thay vì tiếp tục đi trên con đường đừng không có tiền đồ, tôi thà rằng tin tưởng cậu. Ơi, trực giác và kinh nghiệm nói cho tôi biết, nhân vật sâu không lường được giống như là cậu, sau này nhất định có thể làm nên đại sự. Cái gì? Đội trưởng, anh điên rồi sao? Vậy mà lại tin tưởng một thằng nhóc la lịch bất minh. Anh có biết phản bội tập đoàn sẽ có kết cục thế nào hay không? Tôi đương nhiên hiểu rõ. Các người nếu tin tưởng vào phán đoán của tôi thì lưu lại, nếu không tin thì có thể rời đi rồi. Anh nhất định là điên rồi. Chúng tôi mới không cùng anh phát điên. Nhanh đi thôi, báo tình huống ở chỗ này lên trên, yêu cầu chi viện. Thẩm Bình, cậu đồng ý ở lại? Đương nhiên, tôi chỉ đi theo đội trưởng ngài. Đều là người quen cũng tốt, đi thôi, làm chính sự quan trọng. Được. Chính sự của tôi chính là lấy mạng của cậu. Làm sao có thể? Người tập kích tôi thông thường đều sẽ chết rất thảm. Thẩm Minh, cậu điên rồi sao? Vì sao phải ra tay với Diệp Hạo? Đội trưởng, anh còn nhớ Tần Nộ hay không? Tần Nộ, sao lúc này lại nhắc đến cô ấy?
chính Diệp Hạo đã giết hại Tần Nộ. Cái gì, cậu xác định? Hoàn toàn chính xác, đồng nghiệp sống sót trước đây ở khu số 9 đã chính miệng nói với tôi. Lúc đó anh ta tỉnh lại sau cơn hôn mê, đúng lúc tận mắt nhìn thấy tất cả. Lúc Tần Nộ bị yêu thú sát hại, Diệp Hạo đang ở bên cạnh. Cậu rõ ràng có thể cứu cô ấy, lại khoanh tay đứng nhìn cô ấy bị yêu thú giết hại. Sau đó vậy mà còn lừa tôi Tần Nộ vì bảo vệ cậu mà chết. Cậu mạnh như vậy còn cần bảo vệ hay sao? Vì sao cậu lại không cứu cô ấy? Sau bố mẹ tôi bị yêu thú giết hại, tôi đã không muốn sống nữa. Là Thanh Mai Trúc Mã, cô ấy giúp tôi lấy hết dũng khí kiên trì sống tiếp. Tần Nộ cô ấy là ánh sáng của tôi, là hy vọng của tôi. Nhưng bây giờ hy vọng duy nhất cũng tan biến rồi. Tôi cố gắng sống đến hôm nay chính là để báo thù. Thẩm Bình, vị đồng nghiệp đó của cậu chỉ nhìn thấy giây phút Tần Nộ bị giết, lại không nhìn thấy chuyện mấy giây trước Tần Nộ đã đẩy tôi làm mồi nhử cho yêu thú, tự mình chạy trốn. Tôi không phủ nhận, tôi khoanh tay đứng nhìn cô ta chết. Nhưng không, không có nghĩa vụ phải cứu người muốn làm hại tôi. Tôi vốn không muốn nói ra sự thật này, dẫu sao đối với các người mà nói sẽ càng tàn khốc đúng không? Đây nhất định không phải là chân tướng, nhất định là cậu đang lừa tôi. Tần Nộ từ nhỏ đã ôn nhu lương thiện, cô ấy tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Nên nói tôi đều đã nói rồi, tin hay không là chuyện của cậu, tôi còn cố chuyện. Đứng lại, tôi với cậu chưa xong đâu. Thẩm Minh bình tĩnh một chút, đừng kích động. Quấy giày không dứt đúng không? Bây giờ tôi không rảnh dây dưa với cậu. Một quyền này là cảnh cáo cuối cùng. Thẩm Bình Never 36, HP 10%. Mạnh quá, mạnh quá rồi. Nếu tôi có thể mạnh như cậu, có phải sẽ có thể bảo vệ cô ấy hay không? Chỉ tiếc rằng tôi đã không có ngày mai nữa rồi. Thẩm Bình, thứ cậu uống đó là... Thẩm Bình Never 80, thuốc hóa thú. Vì sao cậu lại có thứ này? Đau khổ khi mất đi người mình yêu, đổi lại là tôi cũng không thể nào chịu nổi. Cho nên cậu hận tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng nếu cậu lại chọn con đường này, thì đã không thể nào quay đầu nữa rồi. Không, Thẩm Bình. Thẩm Bình Never 80, HP 0%. Cuối cùng, lại có thể ở bên nhau rồi. Chết tiệt, sao cậu lại ngốc như vậy? Rõ ràng sống quan trọng hơn. Chỉ cần còn sống thì còn có hy vọng, vì sao cậu phải bỏ cuộc, ngu ngốc? Không phải tất cả mọi người đều có dũng khí để đối mặt với tuyệt vọng. Có những lúc so với cái chết, sống càng thêm dằn vặt hơn. Đây chính là nỗi đau của thời đại này. Nếu mình không có hệ thống tài khoản vương giả, vì để trở lên mạnh hơn, cũng sẽ đi trên con đường giống như là Thẩm Bình và An Thành học trưởng. Có được hệ thống này, đối với mình mà nói là tất nhiên, hay là may mắn đây. Đi thôi, tôi sẽ không vì chuyện này mà dừng bước. Ông có thể hận tôi, nhưng cũng đừng cản trở tôi. Trong thời mặt thế này, yếu ớt chính là cái tội. Không có đủ sức mạnh, hận cũng có ý nghĩa gì. Tôi còn phải lợi dụng cậu giúp tôi trở lên mạnh hơn. Cho nên tôi sẽ đứng về phía cậu. Cảm ơn sự thẳng thắn của ông. Bây giờ lên đi đóng thiết bị vận chuyển năng lượng rồi. Trận pháp đó là gì? Đó là bí thuật độc quyền của tập đoàn Thiên Sang, cửa truyền tống Lục Mang Tình. Nhưng vì sao lại xuất hiện trên bầu trời của khu y? Ăn sạch nhân loại, yêu thú. Xem ra lãnh đạo của Thiên Sang các người cũng phản bội nhân loại rồi. Vậy mà lại đem yêu thú truyền tống đến khu an toàn. Là muốn lược đục để thừa cơ trục lợi, hay là muốn báo thù cho Hoàng Chính và Hàn Mặc? Khốn nạn, bất kể có mục đích gì, bị tổn thương vẫn là chỉ là thường dân. Không sai, thay đổi kế hoạch, bây giờ chúng ta không thể nào đi đóng kết giới, mà ưu tiên phá hoại cửa truyền tống. Được, vậy tôi sẽ đợi ở đây. Lúc cần đóng tháp năng lượng thì liên lạc với tôi. Khu an toàn số 1, tổng bộ Hàn Mặc.
Hòa bình ở khu an toàn Tây Nam đã duy trì được 50 năm, hôm nay lại phải nghênh đón một trận đại loạn sinh tử rồi sao? Phụ thần, dựa vào tình báo vừa nhận được, kết giới ở khu 1 là âm mưu của Hoàng Phủ Đức. Còn cửa truyền tống mà yêu thú xâm nhập là do chủ quản kỹ thuật của Thiên Song làm phản. Ơi, vứt bỏ quan hệ trái lại rất nhanh. Hoàng Phủ Thánh và Thiên Sang đó không ai là đèn cạn dầu. Trong khu an toàn nhìn có vẻ hòa bình, thực tế lại mạch ngầm lưu chuyển. Ân oán tích lũy mười mấy năm hôm nay rốt cuộc là cũng bùng nổ. Không biết là cục diện này chúng ta có thể khống chế nổi không? Diệp Hạo, mọi người của khu an toàn ngoài kết giới chỉ có thể nhờ hết vào cậu rồi. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Hoàng Phủ Thánh và Thiên Sang bây giờ đang có động tác gì? Không có. Ngoại trừ tin tức trao đổi trước đó, Hoàng Phủ Thánh và Thiên Sang đều đang duy trì im lặng chờ đợi, không tùy tiện động thủ. Trạng thái thăng bằng vi diệu này nếu có thể tiếp tục được duy trì thì tốt rồi. Nhưng chỉ sợ những tên mưu mô đó sẽ không để chúng ta như ý. Có một luồng sức mạnh cường đại đang tập hợp. Là phía cửa truyền tống, có thứ gì đó đang sợ sắp đến rồi, đáng sợ sắp đến rồi. Đó là boss thế giới. 28 tinh tú thuộc hạ của Huyền Vũ, Ngưu Túc, Lôi Ma Lần, Never 180,